Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về công dụng rất là tốt của mũ trôm. Mũ trôm là như đã quay video mũ trôm đây là mình đang sử dụng cái mũ trôm đó, mình rất là tốt. Thì mũ trôm hay còn gọi là nhựa trôm là cái chất mà được chiết xuất, được thu hoạch từ cái vỏ thân cây và tên là cây trôm. Thì ở Việt Nam mình cây trôm là được trồng ở miền Nam rất là nhiều. Thì cái cây trôm là cây thân gỗ, thân có mũ rất là nhiều. Thì cây thì sống thì ở cái vùng nhiệt độ cao và đất khô cằn thì cây trôm sống rất là tốt. Mình thì cũng gia đình mình cũng như mình cũng rất là hay sử dụng mũ trôm. Là vì cái thành phần hóa học trong mũ trôm á, là theo cái nghiên cứu khoa học á, thì những cái chiết xuất từ cái hạt trôm gây độc đối với mũi, ví dụ như mũi vằn, mũi sốt rét, và có khả năng là gây ức chế các tế bào ung thư. Nên thành ra là trong y học á, thì mũ trôm được xem như là rất là có cái tiềm năng trong điều trị ung thư. Thì thậm chí chiết xuất từ hạt trôm cũng cho thấy là cái khả năng chống lại các loại mọt như là mọt gạo này, mọt bột mì hoặc là mọt đậu xanh vân vân, là chống lại rất là tốt, cũng như chống lại các ấu trùng, các loại bướm đêm đó vân vân. Thì ngoài ra là chiết xuất từ nhựa trôm là còn làm tan cái máu trong cái hồng cầu của người. Thì vì cái mũ trôm là còn chứa rất nhiều cái hàm lượng dinh dưỡng, ví dụ như là kẽm, sắt, kali, canxi, magie, natri, vân vân. Thì mình sử dụng cái mũ trôm, cũng gia đình mình cũng sử dụng thường xuyên, nên thành ra mình thấy là công dụng rất là tốt. Thì với cái hàm lượng mà dinh dưỡng tự nhiên á, thì mũ trôm là đem đến cho con người những cái lợi ích về sức khỏe là cực kỳ là nhiều. Vì nhiều lúc mà sử dụng cái mũ trôm nhưng mà uống thanh nhiệt này, ví dụ là mình uống, mình ngâm mũ trôm, mình ngâm trong một cái ly rồi sau đó mình uống thanh nhiệt, thì trong những cái ngày hè thì tăng cái sức đề kháng của cơ thể rất là nhiều và cơ thể rất là khỏe mạnh. Thì mình chia sẻ với các bạn là về cái tác dụng của mũ trôm này nó như thế này. Vì cái nguồn năng lượng ở trong mũ trôm á, là rất là cao. Có nghĩa là cái hàm lượng kẽm, magie có trong mũ trôm là giúp cơ thể bổ sung những chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể đó, nên thành ra là giúp tăng cường cái sức đề kháng, nó như sức và cái hệ miễn dịch là rất là tuyệt vời. Còn ngoài ra thì cái mũ trôm á, là giúp bổ cho xương khớp, có nghĩa là những người mà bị xương khớp, ví dụ như người lớn tuổi này, rồi có vấn đề về xương khớp á, thì người ta hay sử dụng cái mũ trôm để làm cái thức uống tự nhiên rất là tốt, vì rất là bổ cho xương khớp. Vì trong cái mũ trôm thành phần canxi có trong mũ trôm á, là nhiều và là có thể được xem như là một vị thuốc mà đóng cái vai trò rất là quan trọng, nên là có thể là duy trì đảm bảo được chức năng của cái hệ xương khớp cũng như là giúp cho xương chắc khỏe và dẻo dai hơn. Thì đó là thực tế là những người lớn tuổi và những người mà về bệnh xương khớp người ta sử dụng như vậy. Còn mũ trôm á, là còn có cái tác dụng đó là giải độc và làm mát gan. Thì cái chất xơ á, chất xơ và chất khoáng là khi mà sử dụng mũ trôm á, thì có thể là cung cấp là thêm nước này, rồi chất xơ này, chất khoáng này, chất khoáng vi lượng đó, rồi thanh lọc gan máu cho cơ thể rất là tốt. Thì bên cạnh là mũ trôm, là nói chung là mình cảm là khi sử dụng mũ trôm là mình đã cảm giác là rất là tuyệt vời rồi. Thì theo nghiên cứu, theo y khoa là nó như vậy, nó giúp mát gan và thanh nhiệt rất là tốt. Còn đối với mà chị em phụ nữ á, những mà chị em mà có cái vóc dáng mà hơi quá khổ một chút, hoặc là những chị em mà hơi vóc dáng hơi mập hơn một chút á, thì chị em có thể dùng cái mũ trôm để làm cái thức uống giảm cân rất tự nhiên, rất lành tính đó, không có tác dụng phụ đó. Vậy vì mà mũ trôm là đến từ thiên nhiên, đến từ cây trôm, sản xuất ra mũ trôm đó là thiên nhiên rất là tốt.
thì đối với chị em mà hơi mập, hơi vóc dáng mà hơi quá khổ á, thì dùng cái mũ trôm chính là cái thức uống tuyệt vời đối với những người mà đang điều trị cái có muốn vóc dáng tuyệt vời để giảm béo béo phì đó. Nên thành ra làm vì cái cơ chế hoạt động của mũ trôm là giống như cái hạt ế, là do có cái đặc tính hút nước mạnh nên là khi mà cái mũ trôm mà uống vô cơ thể là nó sẽ làm cho có cảm giác no mà không thấy đói đó. Thì mặc dù cái cảm giác giấc no nói chung là chỉ tạm thời thôi, nhưng mà cái việc giảm cái lượng thức ăn nạp trong cơ thể cũng là một cách mà giảm cân rất là hiệu quả cho chị em. Còn nếu mà cái cơ địa của chị em mà thấy đói liên tục khoảng sau 1-2 giờ ăn á, thì chuẩn bị ngay cho bản thân của mình là một cái bình mũ trôm để bên cạnh để khi sử dụng chống đói đó, thì rất là hiệu quả. Còn còn mà giảm cân thì có thể là kết hợp mũ trôm với hạt chia, vì nhiều lúc mình thấy trong gia đình mình cũng nhiều lúc cũng 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 dùng, có người dùng cũng dùng hạt chia với mũ trôm uống chung, thì đây là thực phẩm trở thành một cái thực phẩm rất là bổ dưỡng và rất là giàu chất xơ. Kết hợp nếu mà kết hợp giữa mũ trôm và hạt chia thì đúng là quá tuyệt vời để có thể gọi là đào thải mỡ thừa và giúp giảm béo rất là hiệu quả. Đó là thực tế là nó như vậy. Còn bên cạnh đó là trong cái nha khoa thì sử dụng mũ trôm á là để làm cái keo kết dính răng giả đó, nên thành ra là nó còn có tính bị cái mũ trôm có tính kháng khuẩn chống viêm, nên thành ra nhiều lúc cũng được điều trị cả viêm họng nữa, nên thành ra rất là tốt rồi. Nên thành ra là các bạn mà dùng được mũ trôm mà các bạn uống được mũ trôm thì quá rất là tốt rồi. Còn bên cạnh đó là mũ trôm là có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa, vì cái đặc tính mà hút nước mạnh của mũ trôm á là có tác dụng kích thích nhu động ruột, là đẩy phân ra ngoài và điều trị chứng táo bón, khó tiêu, ở chua đó đó, vân vân, rất là tốt. Nên thành ra là nếu như mà kết hợp được với cái hạt đười ươi á, thì sẽ tạo thành là một cái thức uống là rất là tuyệt vời để giúp cái nhuận tràng rất là hiệu quả, đó là rất tốt cho hệ tiêu hóa, đã được khoa học chứng minh đó. Thì những người mà có vấn đề về hệ tiêu hóa là người ta cũng luôn dùng cái mũ trôm để giải quyết vấn đề hệ tiêu hóa. Còn về cái vấn đề mà ổn định cái đường huyết thì mũ trôm là quá tuyệt vời trong cái vấn đề ổn định đường huyết, là vì mũ trôm á là rất có lợi cho người có cholesterol cao trong máu, hỗ trợ giảm cân rất là hiệu quả cho những cái người mà béo phì đó, rồi thừa cân giảm mỡ đó, vân vân, thì giúp ngăn ngừa các cái bệnh mà tim mạch, xơ vữa động mạch là những căn bệnh rất là nguy hiểm mà hiện 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 bây giờ là những người mà bị về tim mạch rồi nhiều lắm, nên thành ra người ta cũng đang sử dụng, đang tìm tới những cái thực phẩm tự nhiên người ta sử dụng. Rồi bên cạnh đó là những cái người mà mất ngủ nè, những người mà bị stress nè, hoặc là vì những cái vấn đề gì đó căng thẳng mất ngủ á, thì người ta hay uống mũ trôm hàng ngày, có nghĩa là người ta pha với nước rồi pha một chút đường vô uống hàng ngày, thì cái giấc ngủ của họ rất là được cải thiện, rất thực tế, rất cải thiện, là họ cảm thấy ngủ ngon và cảm thấy rất là sảng khoái, đó là một rất là thực tế. Thì cái mũ trôm thì các bạn đó, các bạn đó uống thử là các bạn sẽ cảm giác được. Còn còn trong y học thì đông y này mũ trôm sử dụng rất là nhiều, rất là nhiều. Còn bên cạnh đó thì không những là sử dụng trong y học rồi mà mũ trôm còn được là làm đẹp đó, là được chị em phụ nữ là người ta chiết xuất ra để thành kem mũ trôm á, người ta chế thành kem mũ trôm đó. Rồi là cái kem mũ trôm thì có tác dụng là dưỡng da, nghĩa là kem mũ trôm tự nhiên, và cái kem mũ trôm tự nhiên nha là có tác dụng là giữ ẩm cho làn da, nhất là mụn này, tàn nhang này, nám da này, chống lão hóa này. Thì nói chung là những cái mà những người mà bị mụn, mà cái vết thâm mụn mà để lại trên mặt á, lâu ngày là mụn mà nặng ra rồi, có vết thâm đó lâu ngày thì sẽ để lại cái thâm như vậy á, là mũ trôm sẽ có tác dụng là làm đẹp, giải quyết bớt cái thâm đó đi, hoặc là những làn da khô này, sần sùi này, lở chân lông, thì uống mũ trôm vô là rất tốt để giải quyết những vấn đề như vậy. Rồi
nhiều cái da mặt mà nhiều người mà bị mụn quá nhiều, người ta cũng phải sử dụng mũ trôm để coi như là điều trị mụn. Là vì ở trong cái mũ trôm mới là cái thành phần hợp chất là polysaccharide, là phân tử cao đó, thì đem cái thủy phân chiết xuất được bởi cái đường là gatose này đó, vân vân. Thì nói chung là có thể là xóa bỏ hoàn toàn mụn đó. Còn những cái vết sẹo này hoặc là di chứng của mụn này kia này nọ thì được giải quyết cũng nhanh chóng mà không có để lại cái sẹo nhiều đâu. Thì đó là chỉ dẫn đến một cái làn da rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Thì nhiều người đó, các bạn ngâm mũi trôm rất là đơn giản, sử dụng đơn giản lắm. Các bạn ngâm ngâm mũi trôm cho đúng cách, rồi ngâm ở trong ly nước rồi rồi các bạn dùng thôi, như vậy là rất là ok. Còn còn khi sử dụng mũi trôm á, là các bạn cũng phải lưu ý một chỗ là nếu như mà là phụ nữ đang mang thai thì không nên sử dụng mũi trôm nha, hoặc là đang uống thuốc chữa bệnh, vì cái mũi trôm á, là có cái độ nhớt cao nên sẽ là làm tăng cái nồng độ hấp thu của thuốc vào máu, nên là uống mũi trôm cùng lúc với thuốc chữa bệnh á, với một loại thuốc chữa bệnh nào đó á, là không nên. Vì cái hiện tượng mà tương tác giữa mũi trôm và thuốc nên là không không nên dùng, nên thành ra là các bạn có thể dùng, tránh uống thuốc chữa bệnh cùng với dùng mũi trôm cùng một lúc, hai 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 cách để dùng riêng ra, tách biệt ra, chứ đừng có dùng chung trong một lần, như vậy là không được, không tốt đâu. Rồi rồi thì mình chính vì cái sự lợi ích của mũi trôm mà đem lại những cái hiệu quả rất tuyệt vời như vậy, nên mình thấy là rất là nhiều người người ta sử dụng mũi trôm, và mình cũng cũng khuyên các bạn là nếu mà các bạn có điều kiện mà có được cái mũi trôm á, thì các bạn nên sử dụng trong cái mùa hè này. Vì không phải là vì cái mùa hè là cái mùa mà nắng nóng, nên thành ra là rất là cần những cái thức uống giải nhiệt, tăng nhiệt. Thì bên cạnh đó là mình thấy cái mũi trôm là một cái thức uống cực tốt, một thức uống đến từ tự nhiên đó, không có hóa chất, đến từ tự nhiên, rất là tốt cho sức khỏe cơ thể. Nên thành ra các bạn dùng được thì dùng, rất là tốt. Thì hôm nay là cái video của mình làm chia sẻ với các bạn về mà vấn đề về những cái lợi ích của mũi trôm như vậy, và hẹn gặp lại các bạn nha. Thôi tạm biệt các bạn.